Bạn mèo ngân hà có hỏi: lõi của sao hỏa nguội và từ trường mất đi. Nếu ta có một cỗ máy có thể đào tới lõi hành tinh rồi làm cho nó nóng lại, thì từ trường của sao hỏa sẽ có lại hay không? Giống như trái đất và các hành tinh khác trong vũ trụ, từ trường được tạo ra bởi một lõi kim loại nóng chảy, sôi sục nằm bên trong lõi của các hành tinh. Một số hành tinh có đường kính và khối lượng thấp như sao hỏa, nó sẽ không thể giữ được nhiệt độ trong thời gian đủ lâu để duy trì một mạng lưới từ trường giống như trái đất. Nếu như bằng cách nào đó, con người có thể làm cho lõi sao hỏa nóng trở lại, thì dĩ nhiên là từ trường của nó sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, làm nóng trở lại và giữ được nhiệt độ cho nó trong một thời gian lâu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, nếu có đủ khả năng về kinh tế và công nghệ, con người cũng sẽ không làm như thế. Có rất nhiều người yêu thích khoa học vũ trụ, luôn mơ mộng về một tương lai gần, con người sẽ đổ bộ và cải tạo hành tinh đó. Thế nhưng sao hỏa bản chất là một hành tinh nguy hiểm, khắc nghiệt và chết chóc. Bản thân nó hiện tại không chứa chấp sự sống. Vì vậy, định cư trên hành tinh đỏ là một viễn cảnh rất xa vời và khó khăn. Tốt nhất, chúng ta nên tận hưởng cuộc sống thiên đường tại trái đất này thôi. Bởi vì chẳng có ai đảm bảo được khi rời khỏi hành tinh trái đất, con người vẫn có thể sống sót khỏe mạnh hay không. Bạn Tuấn Anh Vũ hỏi: tại sao mặt trời có lực hấp dẫn mạnh như vậy mà không hút mất mặt trăng của trái đất? Lực hấp dẫn hay tương tác hấp dẫn của các vật thể có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng của vật. Vật càng nặng, lực hấp dẫn càng mạnh. Tuy nhiên, nó lại tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai vật. Khoảng cách càng xa, lực hấp dẫn càng giảm. Tuy vậy, dù thế nào đi nữa thì khối lượng của mặt trời cũng rất lớn. Nó chiếm tới 99,8% khối lượng của toàn bộ hệ mặt trời cộng lại. Điều này đồng nghĩa với việc lực hấp dẫn của nó tác dụng lên các thiên thể là vô cùng mạnh, không ngoại trừ trái đất và mặt trăng. Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, thì ta có công thức tính lực hút giữa các thiên thể là F bằng G nhân với tích của M1 và M2 chia cho R bình phương. Trong đó, G là hằng số hấp dẫn có giá trị bằng 6,67 nhân 10^-11. M1 là khối lượng của thiên thể lớn, M2 là khối lượng của thiên thể nhỏ, và R bình phương là khoảng cách giữa hai thiên thể. Thay các số liệu và công thức, ta có lực hấp dẫn của mặt trời tác dụng lên trái đất bằng 3,5 nhân 10^28. Mặt trời tác dụng lên mặt trăng bằng 4,3 nhân 10^26. Và trái đất tác dụng lên mặt trăng bằng 2,0 nhân 10^26. Từ kết quả ta có thể thấy, lực kéo của mặt trời tác dụng lên mặt trăng lớn gấp đôi so với trái đất tác dụng lên mặt trăng. Vậy, tại sao mặt trăng không rơi về phía mặt trời? Câu trả lời rất đơn giản. Mặt trời vẫn luôn hút mặt trăng, giống như tất cả các thiên thể khác trong hệ mặt trời. Và mặt trăng cũng chuyển động xung quanh mặt trời với chu kỳ tương đương trái đất, nhưng chỉ là nó bay theo một quỹ đạo uốn lượn phức tạp hơn các hành tinh khác. Trong mô hình hấp dẫn của hệ mặt trời, có các điểm được gọi là Lagrange và bán kính Hue. Trong đó, trái đất tuy có lực hấp dẫn và bán kính Hue nhỏ hơn mặt trời, nhưng nếu các vật thể muốn thoát khỏi bán kính Hue của trái đất thì nó cũng phải đạt được một vận tốc thoát nhất định bằng 11,2 km mỗi giây nếu xuất phát từ bề mặt trái đất. Hiện tại, mặt trăng đang chuyển động xung quanh trái đất với vận tốc 1 km mỗi giây, và ở khoảng cách của mặt trăng, nó chỉ cần tăng tốc lên 1,2 km mỗi giây là sẽ thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Các điểm Lagrange là các điểm trễ trong không gian, nơi mà một vật thể có thể đứng yên mà không chịu ảnh hưởng từ các vật thể lớn hơn như trái đất hay mặt trăng. Nếu như mặt trăng vượt qua điểm L1, thì nó sẽ bị rơi về phía mặt trời. Lấy một ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Đợt vừa rồi, Thủ tướng có ra quyết định hỗ trợ cho các gia đình khó khăn vì ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, ở một số nơi, những gia đình khó khăn có nhận được hỗ trợ hay không còn tùy thuộc vào trưởng thôn của địa phương đó. Trên thực tế, thì mọi giới hạn của mặt trăng và trái đất vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, cũng vì nhiều tác động khác nhau mà mặt trăng đang dần rời xa trái đất hơn 3cm mỗi năm. Bạn Quang Hiếu Ngô có hỏi: tại sao các phản ứng hạt nhân trong lõi ngôi sao chỉ tổng hợp đến sắt là dừng lại, mà không phải là các nguyên tố nặng hơn? Nếu chỉ tổng hợp đến sắt, thì các nguyên tố nặng hơn được hình thành bằng cách nào? Trong lõi của một ngôi sao,
nhiệt độ có thể lên tới hàng tỷ độ C. Tại đây, các phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra, chuyển hóa các nguyên tố nhẹ như hydro và heli thành các nguyên tố nặng hơn. Khi các nguyên tố nặng hơn được tạo ra, lõi của nó sẽ nặng hơn, đồng thời nhiệt độ cũng được đẩy lên cao hơn. Về cơ bản, đây là hai điều kiện tỷ lệ thuận với nhau. Ngôi sao cần nhiệt độ cao hơn để tạo ra các nguyên tố nặng hơn, và khi các nguyên tố nặng hơn được tạo ra, nó cũng sinh ra nhiệt lượng cao hơn. Khi ngôi sao càng chuyển hóa được nhiều nguyên tố nặng, lõi của nó cũng dần nặng hơn, dẫn tới lực hấp dẫn cũng mạnh hơn. Lúc này nhiệt độ tăng cao trong lõi, tạo ra áp suất giãn nở, giúp cân bằng với lực hấp dẫn để cho ngôi sao tồn tại trong trạng thái ổn định. Khi ngôi sao bắt đầu tổng hợp đến sắt và niken, thay vì sinh ra nhiệt thì hai nguyên tố này lại tiêu thụ nhiệt, tức là ngôi sao cần tiêu tốn nhiệt độ để tổng hợp sắt và niken. Khi lượng sắt và niken đạt đến mức giới hạn, ngôi sao không còn đủ nhiệt độ để duy trì lực hấp dẫn ngày càng mạnh. Lúc này trạng thái cân bằng bị phá vỡ, lực hấp dẫn bắt đầu chiếm ưu thế và chuyện gì đến sẽ đến. Lõi của ngôi sao sẽ suy sụp trong một vụ nổ siêu tân tinh. Vụ nổ xảy ra giải phóng lượng năng lượng gấp hàng triệu lần so với lượng năng lượng nó đã sản sinh trong suốt quãng đời tồn tại của mình. Đây cũng chính là lúc các nguyên tố nặng hơn sắt được tạo ra. Supernova chính là một sự kết thúc, nhưng nó cũng là một dấu mốc cho sự bắt đầu. Cho đến hiện tại, lượng hydro và heli đang chiếm khoảng 98% các nguyên tố trong vũ trụ, 2% còn lại dành cho tất cả các nguyên tố khác. Như vậy là hàng tỷ 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 những cỗ máy nhiệt hạch của vũ trụ mới chỉ chuyển hóa được 2% hydro và heli thành các nguyên tố khác. Có vẻ như vũ trụ của chúng ta vẫn còn rất trẻ. Bạn Trần Nam hỏi, tại sao hố đen của chuẩn tinh lại lớn như vậy? Ngay cả Quasar Star cũng không thể tạo nên hố đen chuẩn tinh. Vậy, thứ gì đã tạo ra nó? Chuẩn tinh TON618 có nằm về hướng vũ trụ khai sinh hay không? Hướng nào tới vụ nổ Big Bang? Trước tiên, nói về hố đen của chuẩn tinh. Như chúng ta đã biết, chuẩn tinh có bản chất là một hố đen siêu lớn. Nó kéo theo một đĩa bồi tụ khổng lồ, dày đặc và được gia tốc cực nhanh. Có thể nói, chuẩn tinh là thứ mạnh mẽ nhất, cực đoan nhất và chết chóc nhất trong lịch sử vũ trụ mà con người từng phát hiện ra. Những hố đen của chuẩn tinh có khối lượng rất rất lớn. Để đạt được khối lượng lớn như vậy, nó có thể đã sát nhập với rất nhiều các hố đen khác, hoặc đã nuốt chửng rất nhiều vật chất và các ngôi sao trong suốt quãng đời tồn tại của nó. Vào thời kỳ đầu của vũ trụ, những thế hệ sao đầu tiên hình thành có khối lượng và kích thước rất to lớn. Chúng cũng có tuổi thọ rất ngắn ngủi. Sau khi tàn lụi, những ngôi sao khổng lồ đó đã để lại tàn dư là những hố đen siêu khổng lồ. Quasar Star, ngôi sao hố đen, cũng là một giả thuyết mà các nhà khoa học đưa ra nhằm giải thích cho sự xuất hiện của những hố đen siêu khổng lồ tạo nên chuẩn tinh mà chúng ta quan sát được. Hiện tại, ngôi sao lớn nhất vũ trụ mà chúng ta biết là UY Scuti. Tuy nhiên, nó cũng chỉ cách mặt trời hơn 5.000 năm ánh sáng. Do hạn chế về công nghệ quan sát mà chúng ta không thể nào biết được trên các thiên hà khác ngoài vũ trụ, ngôi sao khổng lồ nhất có thể to lớn đến mức nào. TON618 là một chuẩn tinh siêu sáng, nằm cách hệ mặt trời hơn 10 tỷ năm ánh sáng về phía chòm sao Lạp Huyền. Chuẩn tinh này có nhân là một siêu hố đen nặng gấp 66 tỷ lần mặt trời. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là hố đen có khối lượng lớn nhất mà con người từng phát hiện. Câu hỏi của bạn Trần Nam đặt ra ở đây là hố đen TON618 có nằm về phía vụ nổ Big Bang hay không? Hướng nào dẫn tới vụ nổ Big Bang? Đầu tiên, chuẩn tinh TON618 tuy rất khổng lồ, nhưng nó không phải trung tâm của vũ trụ. Nó cũng không có liên quan gì tới địa điểm xảy ra vụ nổ Big Bang. Và điều tiếp theo, Big Bang xảy ra ở đâu? Hay trung tâm vũ trụ nằm ở đâu? Theo những gì chúng ta đã biết, theo cả những suy luận triết học và những bằng chứng khoa học quan sát được, thì vũ trụ của chúng ta không có trung tâm nào cả. Vũ trụ có thể bắt đầu từ một vụ nổ mà chúng ta gọi là Big Bang. Tuy nhiên, vụ nổ này trên thực tế không giống bất kỳ vụ nổ nào mà chúng ta biết. Ngày nay, theo những gì quan sát được, vũ trụ đang mở rộng ra mọi hướng. Vì vậy, nó không có một trung tâm cố định nào. Tất cả mọi điểm của vũ trụ đều mở rộng ra mọi hướng. Tức là dù cho bạn đứng ở bất kỳ chỗ nào trong vũ trụ, thì mọi thiên hà cũng đều di chuyển ra xa bạn hơn. Ví dụ như một vụ nổ thông thường xảy ra, vật chất sẽ bắn ra theo mọi hướng. Sẽ có mảnh bay xa, mảnh bay gần, mảnh bay lên trên, mảnh bay xuống dưới, mảnh thì rơi ngay gần vụ nổ. Do đó, vận tốc của các mảnh là khác nhau,
và chúng cũng chuyển động theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, Big Bang thì khác. Sau vụ nổ lớn, vũ trụ bắt đầu giãn nở. Về căn bản, khi quan sát ở bất cứ nơi đâu trong vũ trụ, chúng ta cũng sẽ thấy mọi thiên hà đang rời xa người quan sát với vận tốc xa dần đều. Điều này có nghĩa, bạn đứng ở bất kỳ chỗ nào đi nữa, bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng mình đang là trung tâm của vũ trụ. Khi đó, mọi thứ xung quanh đều đang di chuyển ra xa bạn hơn. Tóm lại, vũ trụ về căn bản là không có trung tâm. Hoặc nói theo cách khác, chúng ta hoàn toàn chưa có câu trả lời cho câu hỏi trung tâm vũ trụ nằm ở đâu. Vậy thì có lẽ Big Bang ở đâu, trung tâm vũ trụ sẽ ở đó. Điều cần tìm bây giờ là Big Bang đã xảy ra ở đâu. Nếu có một vụ nổ từng xảy ra ở đâu đó trong tầm quan sát của chúng ta, thì nơi đó chắc hẳn sẽ có sự phân bố vật chất và năng lượng dày đặc hơn chỗ khác. Tuy nhiên, bám sát theo những bằng chứng quan sát được, vũ trụ về căn bản là phẳng và giống nhau ở mọi chỗ. Chúng ta không hề quan sát thấy bất kỳ vùng nào có sự phân bố dày đặc hơn những vùng khác trong vũ trụ. Điều này cũng có thể là do chúng ta quan sát được quá ít không gian vũ trụ. Trong thực tế, vũ trụ có thể rộng hơn rất nhiều những gì chúng ta đã biết. Vì vậy, câu hỏi Big Bang xảy ra ở đâu cũng không hề có câu trả lời. Không thời gian 4 chiều của vũ trụ là thứ gì đó rất khó tưởng tượng, rất khó hình dung. Con người thực sự chưa hiểu biết hết về cách mà vũ trụ vận hành. Có rất nhiều thứ mà chúng ta chưa biết. Nhìn chung với con người, vũ trụ căn bản còn quá nhiều điều bí ẩn. Bạn Vương Nguyễn Đình và bạn Minh Dương hỏi: mong AD giải thích về thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Thuyết tương đối là một trong những lý thuyết khoa học nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Sự ra đời của thuyết tương đối đã giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn trong vật lý đầu thế kỷ 20. Thuyết tương đối cũng giúp chúng ta thay đổi quan niệm về không gian, thời gian và lực hấp dẫn, từ đó làm nền móng phát triển cho rất nhiều những lý thuyết khác. Thuyết tương đối hẹp được ra đời vào năm 1905. Đây là lý thuyết giải thích về sự thay đổi vận tốc của một vật thể làm ảnh hưởng đến các phép đo thời gian, không gian và khối lượng của vật. Thuyết tương đối hẹp được phát triển từ hai mệnh đề. Một là các định luật vật lý là bất biến trong một hệ quy chiếu quán tính. Hai, tốc độ ánh sáng trong chân không là một hằng số không đổi. Ví dụ, bạn đang bay trên một chiếc phi thuyền với vận tốc bằng 99% vận tốc ánh sáng. Từ chiếc phi thuyền đó, bạn chiếu một chùm tia laser về phía trước, thì tốc độ của chùm tia laser đó lúc nào cũng chỉ ngang bằng với vận tốc ánh sáng chứ không nhanh hơn. Tốc độ ánh sáng luôn luôn không đổi trong môi trường chân không. Vậy, tại sao tốc độ của phi thuyền và chùm tia laser không được cộng dồn? Vấn đề này được giải thích là do không thời gian của vũ trụ đã biến dạng để bảo toàn vận tốc ánh sáng. Bạn di chuyển càng nhanh, thời gian của bạn càng chậm. Để chứng minh cho vấn đề này, vào tháng 10 năm 1971, hai nhà vật lý và thiên văn học người Mỹ, Hafner và Keating, đã thực hiện các thí nghiệm với đồng hồ nguyên tử. Họ mang theo 4 chiếc đồng hồ nguyên tử, bay vòng quanh trái đất theo hai hướng Tây và Đông, sau đó mang về so sánh với chiếc đồng hồ nguyên tử đặt tại Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ. Theo lý thuyết, chiếc đồng hồ bay về hướng Đông sẽ có thời gian là 40 + 23 phần tỷ giây. Chiếc bay về hướng Tây sẽ là 275 + 21 phần tỷ giây. Tuy nhiên, thực tế thì chiếc đồng hồ bay về hướng Đông có thời gian là 59 + 10 phần tỷ giây và chiếc bay về hướng Tây có thời gian là 273 + 7 phần tỷ giây. Thí nghiệm đã kiểm chứng sự chậm lại của thời gian khi chúng ta di chuyển với vận tốc nhanh hơn. Điều tuyệt vời là chính Einstein cũng trực tiếp kiểm chứng thí nghiệm này. Dành cho các bạn còn thắc mắc, thì đồng hồ nguyên tử là đồng hồ đo thời gian bằng các tần số dao động của nguyên tử. Những tần số này là không đổi, vì vậy, đồng hồ nguyên tử là cỗ máy đo thời gian chính xác nhất mà con người đang sở hữu. Thuyết tương đối hẹp cũng chỉ ra, khi một vật có khối lượng di chuyển tiệm cận với vận tốc ánh sáng, thì khối lượng của vật thể đó sẽ đạt tới vô cùng. Nếu vật thể đó cố gắng tăng tốc, nó sẽ cần thêm nhiều năng lượng hơn. Và nếu muốn đi nhanh như ánh sáng, nó sẽ cần đến một nguồn năng lượng vô hạn. Vì vậy, một vật thể có khối lượng thực sẽ không thể đạt được vận tốc ánh sáng. Để tính năng lượng của một vật di chuyển, ta có công thức
E bằng tích của M0 nhân C bình phương chia cho căn bậc 2 của 1 trừ đi V bình phương chia cho C bình phương. Khi vật đạt trạng thái nghỉ, tức là vận tốc của nó bằng 0, thì năng lượng sẽ là E bằng MC bình phương. Trong video trước mình cũng có nói, ánh sáng luôn di chuyển với vận tốc ánh sáng, nó không bao giờ nghỉ ngơi, nên công thức E bằng MC bình phương không áp dụng cho ánh sáng. Thuyết tương đối rộng, hay còn gọi là thuyết tương đối tổng quát, ra đời vào năm 1915, 10 năm sau khi thuyết tương đối hẹp được công bố. Về cơ bản, đây là lý thuyết mô tả lực hấp dẫn và các ảnh hưởng của lực hấp dẫn đến không thời gian của vũ trụ. Thuyết tương đối rộng được phát triển từ nền tảng của thuyết tương đối hẹp và chọn lọc định luật hấp dẫn của Newton. Thuyết tương đối rộng cung cấp một sự mô tả hình học về bản chất của lực hấp dẫn tác dụng lên không thời gian của vũ trụ. Theo đó, không gian 3 chiều và thời gian được hợp nhất thành không thời gian 4 chiều liên tục. Lực hấp dẫn của các vật thể làm biến dạng không thời gian xung quanh nó, khiến cho các vật thể nhẹ có xu hướng rơi về phía các vật thể nặng hơn. Thuyết tương đối rộng cũng đưa ra một dự đoán, trong không thời gian của vũ trụ sẽ tồn tại những vật thể có khối lượng lớn đến mức không có thứ gì có thể thoát ra khỏi lực hấp dẫn của nó, kể cả ánh sáng. Bây giờ thì tất cả chúng ta đều biết, hố đen không còn là một dự đoán, mà nó là một vật thể có thật, thực sự tồn tại trong không thời gian của vũ trụ. Thuyết tương đối cũng chỉ ra, lực hấp dẫn vốn dĩ không phải là một loại lực, mà nó là hệ quả của khối lượng, làm biến dạng không thời gian xung quanh. Khi ánh sáng di chuyển qua vùng không gian bị biến dạng, nó cũng thay đổi hướng di chuyển. Xét về khía cạnh khoa học, thuyết tương đối rộng là một lý thuyết vô cùng quan trọng, giúp chúng ta có được cái nhìn đúng đắn về không thời gian của vũ trụ mà chúng ta đang sống. Thuyết tương đối rộng ra đời cũng làm thay đổi cách con người quan niệm về vũ trụ. Nói theo cách hoa mỹ một chút, thì Einstein đã một tay vẽ ra vũ trụ, tạo ra một trong những lý thuyết vật lý phi thường và đẹp đẽ nhất trong tất cả các lý thuyết vật lý hiện có. Ngày nay, những quan sát và đo đạc đang dần trở nên chính xác hơn nhờ sự phát triển của khoa công nghệ. Và những quan sát đo đạc đó cũng dần củng cố và chứng minh thuyết tương đối tổng quát là vô cùng chính xác. Bạn Phan Quốc Việt hỏi, tại sao các vật thể trong vành đai Kuiper không hút lẫn nhau để trở nên to hơn theo thời gian? Khi các hành tinh trong hệ mặt trời ở vị trí gần nhau nhất trên quỹ đạo, sao chúng không hút nhau? Và cuối cùng, sao Mộc giúp ổn định vành đai tiểu hành tinh như thế nào? Vành đai Kuiper được biết đến là một vùng không gian bao gồm các vật thể băng giá cách mặt trời từ 30 đến 50 đơn vị thiên văn. Nó được bắt đầu từ quỹ đạo ngoài của sao Hải Vương, có hình dạng giống như một chiếc bánh rán. Về bản chất, vành đai Kuiper cũng giống như vành đai tiểu hành tinh, nhưng nó lại ở xa và rộng hơn rất nhiều. Thành phần chủ yếu của nó bao gồm các chất đông lạnh dễ bay hơi như metan, ammoniac và nước. Có thể nói, vành đai Kuiper chính là tàn dư còn sót lại từ khi hệ mặt trời hình thành. Đây cũng là nhà của các hành tinh lùn như Eris, Pluto, Haumea và Makemake. Ngoài ra, các nhà thiên văn học cho rằng đây cũng là nơi xuất phát của rất nhiều sao chổi, với chu kỳ khoảng 200 năm sẽ quay trở lại một lần. Vậy tại sao các vật thể ở đây không tập hợp với nhau để tạo thành một hành tinh khổng lồ hơn? Câu trả lời chính là do Hải Vương Tinh. Lực hấp dẫn của Hải Vương Tinh rất lớn, nó làm khuấy động một vùng không gian rộng, khiến cho các vật thể tại đây không thể tập hợp thành hành tinh lớn hơn. Nhiều nhận định cho rằng, mặt trăng Triton của Hải Vương Tinh cũng là do nó bắt giữ từ vành đai Kuiper. Theo ước tính, có hàng ngàn tiểu hành tinh với đường kính trên 100 km đang tồn tại trong vành đai Kuiper. Các nhà khoa học cũng đang cố gắng tìm kiếm hành tinh X, hành tinh thứ 9 trong giả thuyết, nhằm giải thích chuyển động kỳ lạ của những vật thể trong vành đai Kuiper. Cũng giống như sao Hải Vương, sao Mộc cũng chi phối hoạt động của các vật thể trong vành đai tiểu hành tinh bằng lực hấp dẫn mạnh mẽ của mình. Nhờ vào điều này mà các tiểu hành tinh không trở thành những thiên thạch nguy hiểm, bắn phá các hành tinh phía trong như Trái Đất hay Sao Hỏa. Và cuối cùng, khi các hành tinh chuyển động gần nhau trên quỹ đạo, tại sao chúng không hút lẫn nhau? Câu trả lời là các hành tinh cách rất xa nhau, ngay cả khi chúng chuyển động gần nhau nhất trên quỹ đạo. Khoảng cách gần nhất giữa các hành tinh trong hệ mặt trời là khoảng 0,3 đơn vị thiên văn, tương đương gần 40 triệu km. Ví dụ như sao Kim, cách Trái Đất điểm gần nhất là hơn 38 triệu km. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ nhìn thấy sao Kim xuất hiện trên bầu trời với một chấm sáng nhỏ.
Bạn Van Nat Sim hỏi, sau Big Bang, không gian và thời gian được tạo ra và mở rộng về mọi hướng. Vậy, hố đen có làm thu hẹp không thời gian hay không? Nếu như hố đen hút tất cả các hành tinh và các ngôi sao, vũ trụ có trở lại thời điểm trước vụ nổ Big Bang hay không? Đầu tiên, hố đen với lực hấp dẫn mạnh mẽ của nó làm cho không thời gian bị biến dạng, khiến cho mọi vật thể rơi vào đều không thể quay trở lại. Tuy có lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng vũ trụ của chúng ta lại quá rộng lớn và liên tục mở rộng. Ở giữa các khoảng trống và không gian liên thiên hà, không thời gian liên tục được hình thành thêm, khiến cho khoảng cách giữa các vùng ngày một rộng hơn. Quá trình này xảy ra trên toàn bộ vũ trụ với tốc độ ngày càng tăng, và chúng ta vẫn chưa biết được bản chất của nó là như thế nào. Rất nhiều nhà khoa học cho rằng năng lượng tối chính là thủ phạm gây ra việc này. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, chúng ta cũng chưa hiểu được năng lượng tối là gì. Điều này có nghĩa sức mạnh của các hố đen trong vũ trụ không thể thu hẹp được không thời gian. Nếu một ngày nào đó hố đen nuốt trọn tất cả vật chất trong vũ trụ, thì chắc chắn rồi, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Về bản chất, không ai biết được hố đen là như thế nào. Các nhà khoa học cũng không quan sát được bất cứ bằng chứng nào về các hạt sau khi đã bị rơi vào hố đen. Vì vậy, không ai biết được điều gì xảy ra bên trong nó. Vũ trụ sẽ ra sao? Big Bang có được tái tạo hay không? Quả thực là một câu hỏi không thể giải đáp. Bạn Mr. Cà Khịa có hỏi một câu khá cồng kềnh, nhưng mình sẽ tóm gọn lại như sau. Ý bạn là photon có khối lượng hay không? Nếu như không có, thì công thức E bằng MC bình phương giải quyết như thế nào? Quả thực đây là một câu hỏi rất nhiều người thắc mắc. Đôi khi chúng ta xem các chương trình khoa học, một số nhà vật lý nói photon không có khối lượng. Đôi khi lại có người nói photon gần như không có khối lượng. Vậy không có và gần như không có thực chất là như thế nào? Photon có khối lượng hay không? Câu trả lời sẽ là không. Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ. Bởi vì bằng những cách giải thích cồng kềnh nào đó, không kém câu hỏi của bạn, thì vẫn cho ra câu trả lời là có. Ánh sáng bao gồm các hạt photon, và photon thì không có khối lượng, nhưng nó lại có năng lượng và động lượng. Chúng ta biết, ánh sáng có động lượng và sẽ gây ra áp lực lên bề mặt. Tuy nhiên, đây lại không phải bằng chứng cho thấy nó có khối lượng, bởi vì động lượng có thể tồn tại mà không cần khối lượng. Thế nhưng nhiều người vẫn mang công thức thần thánh E bằng MC bình phương của Einstein ra để nói photon có khối lượng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, năng lượng của photon lại được tính bằng công thức E bằng HF, trong đó H là hằng số Planck, còn F là tần số. Photon cũng có động lượng, và công thức để đo động lượng là P bằng M nhân V, khối lượng nhân với vận tốc. Vậy, M ở đây là cái gì? Đó được gọi là khối lượng tương đối tính. Đây là thước đo năng lượng của hạt, và nó thay đổi theo vận tốc. Khối lượng tương đối tính chỉ áp dụng trong thuyết tương đối đặc biệt. Về cơ bản, khái niệm khối lượng ta thường dùng trong cuộc sống chính là khối lượng của các vật thể khi ở trạng thái nghỉ hay nó có vận tốc bằng không. Ví dụ như bạn lấy một nguyên tử, đặt lên bàn, lúc này nó có khối lượng. Tuy nhiên, ánh sáng lại không có khối lượng nghỉ, bởi vì nó luôn luôn chuyển động với vận tốc ánh sáng, nó không bao giờ nghỉ ngơi. Vì vậy, nó không có khối lượng. Các hạt photon có năng lượng và động lượng. Khi nó va vào một bề mặt, nó có thể sẽ bị hấp thụ hoặc phản xạ. Theo đó, một lực nhất định sẽ tác dụng lên bề mặt bị va chạm, tạo ra khái niệm áp suất bức xạ. Khi photon bị hấp thụ, nó sẽ truyền động lượng vào vật hấp thụ. Trong trường hợp phản xạ, bề mặt vật bị va chạm sẽ nhận gấp đôi động lượng, vì lúc đó photon bị bật ngược trở lại cùng với cường độ nhưng ngược hướng ban đầu. Vì vậy, theo một cách nào đó, photon vẫn có khối lượng, nhưng là khối lượng tương đối tính. Đây là khái niệm dùng làm thước đo năng lượng của hạt, chứ không phải là khối lượng hay cân nặng như chúng ta vẫn hay dùng trong cuộc sống. Bạn Bill Schiffer hỏi, bản chất của ánh sáng là các hạt photon, vậy bóng đèn phát ra các photon như thế nào? Như chúng ta đã biết, điện là dòng chảy của các electron từ cực âm sang cực dương. Khi dòng electron di chuyển, nó làm cho các nguyên tử nóng lên. Quá trình này làm cho mức năng lượng của nguyên tử tăng lên. Và khi năng lượng trở lại trạng thái thấp hơn, nó sẽ giải phóng ra các photon lượng tử ánh sáng. Các nguyên tử kim loại phát ra chủ yếu là tia hồng ngoại, nhưng khi được nung nóng đến khoảng 2200 độ C, nó sẽ phát sáng.
Tuy nhiên, hầu hết kim loại thông thường đều tan chảy nếu bị đẩy lên mức nhiệt cao như vậy. Dây tóc bóng đèn sợi đốt được làm từ Wolfram, một kim loại có nhiệt độ nóng chảy đến 3422 độ C. Tuy nhiên, nếu để trong môi trường không khí bình thường, Wolfram rất dễ bị đứt gãy vì bản chất của kim loại sẽ phản ứng với oxy trong không khí. Để tăng tuổi thọ của bóng đèn, người ta thường rút hết không khí ra khỏi khoang bóng, hoặc cũng có thể bơm vào một số loại khí trơ mà không phản ứng với Wolfram. Trong quá trình sử dụng ở nhiệt độ cao, Wolfram thường bị bay hơi và bám vào bề mặt của thủy tinh, làm cho bóng đèn có màu đen. Vì vậy, người ta thường thêm vào nguyên tố halogen để nó phản ứng với phần Wolfram bay hơi này. Bóng đèn sợi đốt chỉ chuyển hóa được 4-5% năng lượng thành ánh sáng, phần còn lại sẽ bị thất thoát dưới dạng nhiệt. Bạn Hồng Âu Lê hỏi, mình có đọc được ở đâu đó khái niệm tiền Big Bang không tồn tại vì không có thời gian. Ý kiến của AD như thế nào? Nếu tiền Big Bang có thì nó là cái gì? Phần thông tin này mình cũng đã nói qua trong một video trước. Big Bang là một khởi tạo, là dấu mốc đánh dấu sự bắt đầu của mọi thứ. Hay nói cách khác, nó cũng là một sự kiện. Tuy nhiên, trong vũ trụ của chúng ta, sự kiện luôn đi liền với thời gian. Thời gian chính là một hệ quy chiếu, sâu chuỗi các sự kiện từ quá khứ tới hiện tại. Sau vụ nổ lớn, không gian và thời gian bắt đầu được tạo thành. Tức là Big Bang chính là sự kiện đầu tiên, là dấu mốc đầu tiên đánh dấu sự khởi tạo của mọi thứ, mọi khái niệm. Bên ngoài vụ nổ lớn, hay thời khắc trước Big Bang, thời gian chưa được tạo ra. Về cơ bản, người ta cho rằng, chẳng có thứ gì có thể tồn tại và xảy ra bên ngoài thời gian. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn chưa thể nào hiểu được một sự kiện sẽ như thế nào nếu nó xảy ra tại nơi không có thời gian. Cũng có thể bên ngoài vũ trụ hay trước vụ nổ lớn là một môi trường kỳ lạ nào đó, nơi có những quy luật và hệ quy chiếu khác mà tạm thời con người chưa thể giải mã. Trong vũ trụ của chúng ta, bất cứ sự kiện nào xảy ra trong hệ quy chiếu của thời gian cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến một sự kiện khác. Hay đơn giản, nó sẽ để lại một dấu vết nào đó làm nền tảng cho sự kiện khác xảy ra, hay chúng ta vẫn gọi là quy luật nhân quả. Tuy nhiên, nếu thời gian không có, quy luật nhân quả cũng không hoạt động, hay thậm chí là không tồn tại. Các nhà khoa học cũng không quan sát được bất cứ dấu vết nào từ các sự kiện trước Big Bang. Vì vậy, tiền Big Bang đơn giản là không có gì, hoặc chúng ta chưa thực sự biết gì về điều đó. Bạn Bằng Gamer hỏi, tại sao các hành tinh khí lớn hơn rất nhiều so với trái đất? Nếu hai hành tinh khí va chạm, chúng có sát nhập với nhau hay không? Đầu tiên, các hành tinh khí lớn hơn nhiều lần so với các hành tinh đất đá như trái đất là do nó thu thập được nhiều khối lượng hơn trong thời kỳ mà hệ sao hình thành. Chúng ta cũng thấy, có những hệ sao chỉ có 1 đến 2 hành tinh, còn hệ mặt trời của chúng ta lại có đến 8 hành tinh. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào quá trình hình thành của hệ sao đó. Nếu hành tinh hình thành ở vùng có nhiều vật chất hơn, thì nó sẽ thu thập được nhiều khối lượng hơn và trở nên khổng lồ hơn. Còn trường hợp va chạm giữa hai hành tinh khí khổng lồ như sao Mộc, thì đó sẽ là một vụ va chạm rất khốc liệt. Tuy nhiên, sự kiện diễn ra mạnh mẽ đến đâu còn phụ thuộc vào vận tốc của hai hành tinh này. Về sau cùng, nó sẽ hợp nhất thành một hành tinh khí khổng lồ hơn. Phần vật chất văng ra có thể xoay quanh hành tinh để tạo thành các vành đai hay thậm chí là các mặt trăng. Nếu như khối lượng của hành tinh mới hợp nhất nặng hơn 1% khối lượng của mặt trời, thì nó sẽ trở thành một ngôi sao lùn nâu. Và nếu tiếp tục hợp nhất với các thiên thể lớn hơn khác, đến khi khối lượng vượt quá 7,5% khối lượng mặt trời, nó sẽ trở thành một ngôi sao lùn đỏ, một ngôi sao loại M trong dãy chính. Bạn Lê OHT hỏi, vào những đêm trời trong, khi nhìn lên bầu trời chúng ta có thể thấy được hết các ngôi sao trong dải ngân hà hay không? Tại sao có hôm chúng ta thấy nhiều sao, hôm lại ít? Và tất cả các ngôi sao đều xuất hiện trong các chòm sao đã được đặt tên đúng hay không? Thứ nhất, nếu quan sát bằng mắt thường,
Với điều kiện không có ánh sáng ô nhiễm và bầu trời hoàn toàn trong, thì chúng ta có thể quan sát được tối đa 3.000 ngôi sao. Và tất nhiên, đó đều là những ngôi sao nằm trong dải ngân hà. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào nhìn thấy hết được tất cả các ngôi sao trong dải ngân hà, dù cho bạn có dùng đến chiếc kính viễn vọng mạnh nhất thế giới. Và một số đêm bầu trời cũng tương đối trong, nhưng bạn vẫn quan sát được ít sao hơn bình thường, là do một số nguyên nhân sau. Có thể khu vực quan sát của bạn có nhiều nguồn ánh sáng gây ô nhiễm, cũng có thể là do một số đám mây mờ và mỏng khiến bạn không thể nhận ra, và cuối cùng là do mắt bạn không được tốt như mọi lần. Vấn đề về các chòm sao. Theo Hiệp hội Thiên văn Quốc tế thì có tất cả 88 chòm sao. Mỗi chòm sao tương ứng với một khoảng không gian trên bầu trời và cũng lấp kín toàn bộ diện tích bầu trời. Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ ngôi sao nào chúng ta quan sát cũng có vị trí biểu kiến nằm trong phạm vi của một chòm sao nào đó. Bạn Quốc Mỹ Đặng hỏi, tại sao vận tốc giãn nở của vũ trụ nhanh hơn vận tốc ánh sáng? Các nhà khoa học đo vận tốc giãn nở bằng cách nào? Chúng ta biết được tuổi của vũ trụ là khoảng 13,8 tỷ năm. Đường kính vũ trụ theo cách tính toán mới nhất là hơn 93 tỷ năm. Vì vậy, rõ ràng vận tốc giãn nở của vũ trụ nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Điều này là do những giai đoạn đầu tiên khi mà vũ trụ mới hình thành, nó trải qua thời kỳ lạm phát với tốc độ giãn nở siêu nhanh. Cho đến hiện nay, vận tốc giãn nở vẫn không dừng lại và nó vẫn tiếp tục gia tăng. Nếu muốn tính khoảng cách của một thiên hà bất kỳ đang dịch chuyển ra xa trái đất với vận tốc bao nhiêu, chúng ta có công thức V bằng H0 nhân D. Trong đó, V là vận tốc dịch chuyển của các thiên hà, H0 là hằng số Hubble và D là khoảng cách thiên hà đó tới vị trí người quan sát. Hằng số Hubble theo những tính toán mới nhất là khoảng 70 km mỗi giây trên mỗi 1 megaparsec, tức là 70 km mỗi giây trên mỗi 3,26 triệu năm ánh sáng. Còn cách tính khoảng cách đến các thiên hà thì mình đã nói qua trong video vũ trụ thực chất rộng đến mức nào. Các bạn có thể tìm và xem lại. Bạn Vinh Nguyễn hỏi, tại sao mấy chục triệu năm trước sinh vật nào cũng khổng lồ, còn bây giờ lại nhỏ như vậy? Từ hơn 65 triệu năm trước, sau khi loài khủng long bị xóa sổ, các loài động vật có vú nhỏ bé bắt đầu thống trị trái đất. Từ những bằng chứng hóa thạch chỉ ra rằng, những loài thú có vú sau thời kỳ khủng long đã tiến hóa đến kích thước rất lớn, sau đó lại tiến hóa nhỏ đi. Chúng đạt đỉnh về kích thước vào khoảng 34 triệu năm trước, sau đó nhỏ dần lại. Đến 10 triệu năm trước, chúng lại tiếp tục tiến hóa to lên. Cho đến bây giờ, hầu như mọi loài động vật đều đang có xu hướng tiến hóa nhỏ lại, và chúng sẽ còn tiếp tục nhỏ hơn nữa trong tương lai. Vậy, điều gì đã khiến những loài động vật tiến hóa thay đổi về kích thước như vậy? Đây quả thực là một câu hỏi không hề đơn giản, đã làm đau đầu các nhà sinh vật học trong suốt nhiều thập kỷ. Để có được câu trả lời thuyết phục và phù hợp với những bằng chứng khảo cổ, các nhà khoa học đã tổng hợp tất cả những thông tin mà họ có về những loài động vật có vú khổng lồ, tạo thành một cơ sở dữ liệu xuyên suốt. Trước tiên chúng ta phải hiểu rằng, không phải tất cả các loài đều khổng lồ trong giai đoạn vài chục triệu năm trước. Trên thực tế, chúng đã tiến hóa lớn lên và nhỏ lại theo từng chu kỳ. Những tính toán về sự tăng giảm kích thước trong hồ sơ hóa thạch cho thấy, để tăng kích thước từ nhỏ như một con chuột đến to như một con voi, thì loài động vật đó phải trải qua ít nhất 24 triệu thế hệ. Tuy nhiên, để giảm kích thước từ một con voi đến một con chuột, thì tốc độ có thể nhanh gấp 10 lần. Những bằng chứng hóa thạch cũng cho thấy, vào cuối kỷ phấn trắng, sau khi loài khủng long đã biến mất, động vật có vú lúc này còn khá nhỏ. Những con lớn nhất chỉ là những sinh vật giống như loài gặm nhấm với kích thước nhỉnh hơn một con thỏ. Trải kích thước của động vật biến đổi theo từng quãng thời gian dài, không chỉ là do ảnh hưởng của thức ăn hay đặc điểm gen của mỗi loài. Một trong những yếu tố then chốt quyết định về kích thước của động vật có vú chính là khí hậu. Nếu khí hậu trái đất lạnh hơn, những loài động vật có xu hướng tiến hóa lớn hơn về kích thước và ngược lại. Trong hơn 100 năm gần đây, nhiệt độ trái đất đang gia tăng. Vì vậy, trong tương lai, những loài động vật có vú sẽ dần nhỏ lại. Ngoài ra, môi trường sống cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kích thước của chúng. Ví dụ như loài cá voi, chính là loài động vật có vú lớn nhất hành tinh. Chúng sống dưới nước, môi trường nước vừa có nhiệt độ mát mẻ hơn, vừa có thể giúp chúng nâng đỡ khối lượng cơ thể khổng lồ. Nếu cá voi sống trên cạn, chắc chắn chân của chúng phải rất lớn mới có thể chống đỡ được cân nặng của cơ thể. Như vậy chúng ta có thể thấy, nhiệt độ và khí hậu
là yếu tố chính dẫn đến sự tiến hóa về kích thước của các loài động vật có vú. Nhiệt độ càng cao, chúng càng có xu hướng tiến hóa nhỏ lại. Nhiệt độ lạnh hơn, chúng lại có xu hướng tiến hóa lớn hơn. Chu kỳ tiến hóa cũng thường kéo dài hàng triệu năm và trải qua hàng chục triệu thế hệ. Bạn Nguyên Vũ hỏi: em muốn hiểu hơn về bản chất của phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi các ngôi sao. Tại sao từ hydro có thể tạo ra các nguyên tố nặng hơn? Trong không gian vũ trụ, mặt trời cũng giống như các ngôi sao khác, bản chất đều là những cỗ máy nhiệt hạch tổng hợp các nguyên tố nặng, tạo ra sự phong phú cho sơ đồ vật chất của vũ trụ. Theo ước tính, có đến 98% nguyên tố trong vũ trụ là hydro và heli, tức là tất cả các nguyên tố khác chỉ chiếm khoảng 2% còn lại mà thôi. Ngôi sao cũng là loại thiên thể có số lượng nhiều nhất trong vũ trụ, nó nhiều đến mức chúng ta không có cách nào để thống kê số lượng của nó là bao nhiêu. Nếu ví vũ trụ giống như một công xưởng, thì việc tổng hợp các nguyên tố nặng từ hydro chính là công việc phổ biến nhất, diễn ra đều đặn, liên tục và dàn trải khắp mọi ngõ ngách của vũ trụ. Nơi đâu có ánh sáng của những ngôi sao, nơi đó có phản ứng nhiệt hạch xảy ra. Vậy, bản chất của những lò luyện kim lõi sao đó diễn ra như thế nào? Phản ứng tổng hợp hạt nhân, hay còn gọi là phản ứng nhiệt hạch. Đây là quá trình hai hoặc nhiều hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau để tạo ra một hạt nhân mới nặng hơn. Trong lõi các ngôi sao như mặt trời của chúng ta, quá trình này xảy ra một cách tự nhiên và mọi thứ đều được bắt đầu từ một nguyên tố, đó là hydro. Điều kiện đầu tiên để xảy ra phản ứng nhiệt hạch là vật chất phải ở dạng plasma. Plasma là trạng thái năng lượng cao của vật chất. Khi đó, các electron thoát ra ngoài nguyên tử và chuyển động tự do. Trên trái đất, plasma là trạng thái rất hiếm, nhưng trong vũ trụ thì 99% vật chất đều tồn tại ở dạng này. Điều kiện tiếp theo là nhiệt độ và áp suất. Ở trong lõi các ngôi sao, khi nhiệt độ lên tới hơn 4 triệu độ thì phản ứng mới có thể bắt đầu xảy ra. Với các ngôi sao như mặt trời sẽ là từ 8 đến 10 triệu độ. Tuy đây không phải là mức nhiệt cao, nhưng lại được duy trì rất lâu và ngày càng tăng lên. Về phần áp suất, khi ngôi sao càng nặng, trọng lực càng dồn nén vật chất về phía tâm của nó, khiến cho mật độ vật chất là rất cao. Khi khoảng cách giữa các nguyên tử bị nén xuống dưới 0,000001 nanomet, tức là 1 x 10 mũ - 12 mm, thì chúng mới sẵn sàng hợp nhất với nhau. Sở dĩ phải duy trì một mức nhiệt độ cao và áp suất mạnh như vậy là để khi các proton của nguyên tử áp sát nhau, năng lượng của chúng có thể chiến thắng được lực đẩy điện từ cùng dấu giữa các proton. Như chúng ta đều biết, các proton sẽ mang điện tích dương hay mang lực tĩnh điện. Nếu hai proton muốn hợp nhất với nhau, nó phải vượt qua lực tĩnh điện này. Người ta còn gọi đây là rào cản Coulomb, đặt tên theo nhà vật lý Charles de Coulomb. Cơ chế của quá trình tổng hợp hạt nhân diễn ra như sau. Có một lưu ý, khi các hạt nhân hợp nhất, sản phẩm tạo ra luôn có khối lượng ít hơn các thành phần ban đầu. Phần khối lượng hao hụt sẽ được chuyển thành năng lượng hoặc tạo ra các loại hạt mới. Phản ứng cũng diễn ra theo một chuỗi các chu trình khá phức tạp. Đầu tiên sẽ là chuỗi phản ứng giữa proton và proton. Ta có hai proton áp sát và hợp nhất với nhau bằng lực tương tác mạnh, tạo ra một cặp diproton. Cặp diproton này trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn sẽ phân rã thành deuterium. Đây là một dạng đồng vị của hydro. Trong khi phân rã, nó đồng thời tạo ra một hạt positron và một hạt neutrino. Về bản chất, deuterium vẫn là hydro, nhưng mà thay vì có duy nhất một proton, thì bây giờ nó có thêm một neutron, hay còn gọi là hydro nặng. Sau khi deuterium được tạo ra, nó sẽ dễ dàng kết hợp với một proton tự do khác để trở thành helium-3. Sau khi helium-3 được tạo ra, nó sẽ có hai con đường để trở thành helium-4. Một là helium-3 sẽ kết hợp với một helium-3 khác để tạo ra một helium-4, đồng thời có hai proton tự do thoát ra ngoài. Con đường thứ hai là helium-3 sẽ kết hợp với một helium-4 đã có từ trước để tạo thành beryllium-7. Beryllium-7 lại phân rã thành lithium-7. Lithium-7 sau đó lại tiếp tục kết hợp với một proton tự do để tạo thành beryllium-8. Ngay sau đó, beryllium-8 sẽ phân rã thành hai helium-4. Trong mặt trời của chúng ta, con đường thứ nhất tạo ra 86% helium-4 và con đường thứ hai
tạo ra 14% còn lại. Con đường mà các hạt nhân chọn để kết hợp với nhau sẽ phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ của lõi ngôi sao đó. Ngôi sao càng nóng thì càng có nhiều con đường để helium 4 được tạo ra. Giai đoạn đầu tiên của phản ứng, khi hai proton đơn lẻ kết hợp với nhau tạo ra một cặp deuterium sẽ chiếm 40% tổng số lượng phản ứng, giải phóng ra 1,44 mega electron volt năng lượng cho mỗi một phản ứng, chiếm 10,4% tổng năng lượng của mặt trời. Giai đoạn 2, deuterium kết hợp với một proton tự do tạo ra helium 3, chiếm 40% tổng số lượng phản ứng, giải phóng 5,49 mega electron volt năng lượng cho mỗi phản ứng, chiếm 39,5% tổng năng lượng của mặt trời. Giai đoạn 3 với con đường thứ nhất, chiếm 17% tổng số lượng phản ứng. Mỗi một phản ứng giải phóng ra 12,86 mega electron volt năng lượng, chiếm 39,3% tổng năng lượng của mặt trời. Và cuối cùng, giai đoạn 3 với con đường thứ hai, chiếm 3% tổng số lượng phản ứng. Mỗi phản ứng lại giải phóng ra 19,99 mega electron volt năng lượng, chiếm 10,8% tổng năng lượng của mặt trời. Mỗi một giây trôi qua, mặt trời sẽ tiêu thụ khoảng 620 triệu tấn hydro để tạo ra 606 triệu tấn helium. Kèm theo đó là rất nhiều các hạt mới, năng lượng, bức xạ, ánh sáng và nhiệt độ được giải phóng. Mỗi một giây trôi qua, mặt trời cũng mất đi khoảng 5,5 triệu tấn vật chất thông qua các cơn gió mặt trời. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu qua về phản ứng tổng hợp hạt nhân từ hydro trở thành heli xảy ra trong lõi mặt trời. Hy vọng video sẽ giải đáp được những thắc mắc của các bạn về vấn đề này. Bạn Minh Nguyễn có hỏi, vật chất tối có tương tác với trường Higgs hay không? Liệu năng lượng tối có thật hay không? Điều đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ, đó là có tới 96% vũ trụ được tạo thành từ những thành phần vật chất và năng lượng vô hình, mà chúng ta hay gọi là năng lượng tối và vật chất tối. Những thành phần vô hình này thực sự tồn tại và nó chi phối rất mạnh mẽ sự vận hành của vũ trụ. Mình cũng đã làm riêng một video về vật chất tối và năng lượng tối, các bạn có thể tìm kiếm và xem lại. Còn về việc chất tối có tương tác với trường Higgs hay không, thì trước tiên chúng ta cần tìm hiểu thế nào là trường Higgs. Muốn hiểu được trường Higgs là gì, ta lại phải đặt ra một câu hỏi, tại sao các hạt lại có khối lượng? Ví dụ như một hạt nguyên tử, mỗi một nguyên tử bất kỳ đều có khối lượng riêng của nó. Cho dù nó tập hợp thành các khối vật chất lớn hay đứng đơn lẻ ngoài không gian trống, vậy khối lượng từ đâu mà có? Để giải quyết được câu hỏi này, các nhà vật lý đã đưa ra một giả thuyết, toàn bộ không thời gian của vũ trụ được thẩm thấu một mạng lưới vô hình. Mạng lưới này trải đều khắp không gian, tương tác với các hạt vật chất và tạo ra khối lượng cho các hạt. Lấy ví dụ như môi trường nước, nước tạo ra lực cản khi có một vật thể nào đó di chuyển trong môi trường này. Tuy nhiên, nếu trường Higgs trải đều toàn bộ khắp không gian vũ trụ, vậy tại sao các hạt lại có khối lượng khác nhau? Điều này liên quan đến sự tương tác giữa các hạt với trường Higgs. Ví dụ như một ca sĩ nổi tiếng hay một ngôi sao màn bạc đi bộ trên phố. Ngay lập tức, có nhiều người nhận ra anh ta. Họ tập trung lại, xin chụp ảnh và chữ ký. Vì phải tương tác với quá nhiều người mà anh ta mất thêm nhiều thời gian và rất khó khăn mới có thể đi qua một con phố. Nhưng nếu bạn là một người vô cùng bình thường thì chả có ai để ý. Bạn rất nhanh chóng và thoải mái di chuyển qua con phố tương tự. Về phần vật chất tối thì nó thực sự có khối lượng. Và nếu như có khối lượng thì chắc chắn nó phải tương tác với trường Higgs. Ngoài ra, một số loại hạt như photon hay gluon thì không tương tác với trường Higgs. Vì vậy, những hạt này dễ dàng di chuyển qua không gian mà không bị mất đi động năng. Bạn John Nguyễn Travel hỏi, nếu nuôi cấy thành công vi khuẩn lam trên sao hỏa, thì có thể cải tạo hành tinh đỏ thành nơi có sự sống hay không? Vi khuẩn lam, hay còn được gọi là tảo lục lam, là một loại sinh vật tự dưỡng có lịch sử tiến hóa rất lâu đời. Về bản chất, nó là một ngành vi khuẩn có khả năng quang hợp, sử dụng ánh nắng mặt trời để tạo ra oxy. Vi khuẩn lam là sinh vật nhân sơ, do đó nó là một loại vi khuẩn chứ không phải tảo. Tên gọi tảo lục lam về phần nào đó là một cách gọi sai lầm. Trong lịch sử tiến hóa của trái đất, vi khuẩn lam được tìm thấy trong các mẫu hóa thạch lâu đời từ hơn 3,5 tỷ năm trước.
Loại vi khuẩn này có sức sống rất mãnh liệt. Nó có thể tồn tại và phát triển ở rất nhiều môi trường khác nhau, như trong môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn hoặc nước khoáng nóng. Người ta cũng tìm thấy nó ở trên cạn, trên sa mạc và Nam Cực. Vào khoảng 2,4 tỷ năm trước, bầu khí quyển của trái đất có lượng oxy rất thấp, chỉ chiếm dưới 1% thành phần khí quyển. Cũng vào thời gian này, vi khuẩn lam bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Quãng thời gian từ 2,4 đến 2,1 tỷ năm trước được gọi là sự kiện oxy hóa vĩ đại. Sự quang hợp của vi khuẩn lam làm gia tăng mạnh mẽ lượng oxy trong bầu khí quyển, trong khi đó nồng độ khí metan và những chất khác giảm mạnh. Sau khi oxy được giải phóng, nó kết hợp với khí metan để tạo ra CO2 và nước. Sự chuyển đổi thành phần khí quyển này đã tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn cùng thời, đa số là vi khuẩn kỵ khí. Đồng thời trái đất cũng chuyển mình, bước vào thời kỳ băng hà kéo dài gần 300 triệu năm. Kỳ băng hà kéo dài cũng dẫn đến sự tuyệt chủng của hầu hết mọi loài sinh vật lúc bấy giờ. Có thể nói, sự phát triển của vi khuẩn lam là một phần rất quan trọng trong chuỗi tiến hóa sự sống trên hành tinh của chúng ta. Bầu khí quyển cổ xưa của trái đất đã được chuyển sang tính oxy hóa do thành phần oxy tăng trưởng vượt bậc. Với khả năng quang hợp của mình, vi khuẩn lam đã làm thay đổi một cách mạnh mẽ và vĩnh viễn đặc điểm ngoại cảnh, thành phần khí quyển và sự sống trên hành tinh này. Quay trở lại với câu hỏi của bạn John Nguyễn Travel. Nếu nuôi cấy thành công vi khuẩn lam trên bề mặt sao hỏa, sự sống sẽ có cơ hội xuất hiện hay không? Hiện tại, sao hỏa là một hành tinh khô cằn và lạnh giá, với áp suất khí quyển thấp hơn trái đất đến 168 lần và nhiệt độ dao động từ âm 150 đến 20 độ C. Điều này có nghĩa bầu khí quyển của nó rất mỏng, với hầu hết là CO2 chiếm đến 95%, còn lại là các thành phần khác như nitơ, argon, oxy, nước và một số hợp chất khác. So với trái đất thì đây quả thực là một môi trường khắc nghiệt, không thích hợp cho bất kỳ dạng sống nào, kể cả vi khuẩn lam. Tuy nhiên, nếu bằng một cách nào đó, con người thực sự nuôi cấy thành công vi khuẩn lam trên sao hỏa thì sao? Trong trường hợp đó, nhiều khả năng vi khuẩn lam sẽ không thể tạo ra một cuộc cách mạng giống như nó đã làm trên trái đất hơn 2 tỷ năm trước. Vi khuẩn lam sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở trong môi trường nước với nhiệt độ ấm áp. Lấy trái đất làm ví dụ, hóa thạch vi khuẩn lam sớm nhất có độ tuổi là hơn 3,5 tỷ năm. Tuy nhiên, phải đến 2,4 tỷ năm trước, nó mới thực sự có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển bùng nổ. Còn về phần sao hỏa, những điều kiện thuận lợi cho sự sống có lẽ đã trôi qua từ rất lâu rồi và khả năng cao là sẽ không bao giờ quay trở lại. Nếu như chúng ta vẫn cố gắng tạo ra các hồ nước trên sao hỏa cho vi khuẩn lam sinh sống thì cũng sẽ không đấu lại được với mặt trời. Áp suất khí quyển quá thấp, từ trường bảo vệ thì không có, chả mấy chốc nước sẽ bốc hơi hết. Còn nếu như nước được cung cấp liên tục và bất chấp bốc hơi thì có thể vi khuẩn lam vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ tạo ra oxy, bầu khí quyển sẽ dần được cải thiện hơn, nhưng cũng không đáng kể. Về căn bản, khối lượng của sao hỏa thấp, trọng lực của nó không đủ lớn để giữ lại một bầu khí quyển dày. Vì vậy, nếu cứ bơm oxy vào khí quyển thì phần lớn nó sẽ lại bị thoát ra ngoài không gian. Đúng kiểu người làm người phá, làm ra thì ít mà phá thì nhiều. Tóm lại, việc nuôi cấy vi khuẩn lam để tạo oxy trên sao hỏa về cơ bản cũng là một cách thức thú vị để tạo ra một bầu khí quyển thân thiện cho sự sống. Tuy nhiên, tốt nhất chúng ta nên làm điều đó trong nhà kính sẽ khả thi hơn rất nhiều so với việc cố gắng nuôi cấy bên ngoài môi trường mặt đất của sao hỏa. Bạn Leo Tùng hỏi, khi thiên thạch rơi vào khí quyển trái đất, nó có bị xé sợi kiểu spaghetti hay không? Điều kiện như thế nào để có hiệu ứng đó? Trạm vũ trụ ISS được tính toán như thế nào để không bị rơi xuống trái đất? Hiệu ứng mì ống, spaghettization, là một thuật ngữ dùng trong vật lý thiên văn. Tất nhiên, nó không có liên quan đến bất kỳ món ăn nào cả. Hiệu ứng này được dùng để mô tả về quá trình khi mà các vật thể bị rơi vào khu vực có trường hấp dẫn siêu mạnh hay có độ dốc hấp dẫn cực kỳ sâu, ví dụ như trường hấp dẫn của một hố đen. Khi một vật thể bất kỳ tiến gần đến chân trời sự kiện của hố đen, trường hấp dẫn của hố đen đó tạo ra một lực thủy triều vô cùng cực đoan, khiến cho vật thể đó bị kéo giãn và xé nhỏ thành sợi, giống như sợi mì ống. Sức mạnh của trường hấp dẫn này đơn giản là không thể cưỡng lại. Nó sẽ phá hủy và xé nhỏ bất kỳ loại vật liệu cứng nhất nào mà chúng ta biết. Điều này được giải thích là do lực hấp dẫn đã tác dụng lên vật thể mạnh dần khi vật thể càng tiến gần đến chân trời sự kiện. Ví dụ, khi một phi hành gia rơi vào hố đen,
chân anh ta sẽ chịu lực hấp dẫn lớn hơn nhiều so với phần đầu. Từng cm cơ thể đều chịu đựng một tác dụng lực thủy triều khác nhau và nó mạnh đến nỗi sẽ kéo dài cơ thể của phi hành gia đó thành các hạt cơ bản khi đi qua trần trời sự kiện. Các hố đen có khối lượng khác nhau sẽ phá hủy các vật thể rơi vào ở phạm vi khác nhau. Ngay kể cả sao neutron cũng có thể tạo ra hiệu ứng mì ống, bắt đầu từ khoảng cách 190 km tính từ tâm ngôi sao, mặc dù bán kính của sao neutron chỉ tầm 12 km. Như vậy chúng ta có thể thấy, để xảy ra hiệu ứng mì ống, tức là một vật thể nhỏ bị một vật thể lớn hơn kéo giãn ra từng mảnh, thì vật thể lớn hơn phải có một lực hấp dẫn siêu mạnh, tương đương một ngôi sao neutron, hoặc mạnh hơn như các hố đen. Một thiên thạch rơi vào trái đất sẽ không thể xảy ra hiệu ứng mì ống. Thay vào đó, nó sẽ ma sát và bốc cháy ngay trong bầu khí quyển. Vận tốc của các thiên thạch là không đồng nhất, thông thường sẽ dao động từ 30 đến 45.000 km/h. Thi thoảng cũng có những thiên thạch bay nhanh đến 140.000 km/h hoặc hơn. Với vận tốc nhanh như vậy, hầu như mọi thiên thạch rơi xuống trái đất đều bốc cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển. Đối với những thiên thạch có kích thước khá lớn, được cấu tạo từ các thành phần kim loại hoặc đá cứng, chúng không cháy hết hoàn toàn trong bầu khí quyển mà sẽ rơi xuống biển, hoặc một số ít sẽ rơi trên các lục địa. Mỗi một ngày sẽ có từ 1.000 đến hàng chục ngàn mảnh thiên thạch nhỏ rơi vào bầu khí quyển của trái đất. Hầu hết chúng đều tan biến trước khi chạm đến bề mặt hành tinh hoặc rơi xuống các đại dương. Vì vậy, nếu bạn vô tình nhặt được một mảnh thiên thạch thì đó quả thực là một sự may mắn, và những mảnh thiên thạch đó cũng thường được giao bán với giá rất cao. Ý tiếp theo trong câu hỏi của bạn Leo Tùng là trạm vũ trụ ISS hoạt động như thế nào để không bị rơi xuống trái đất. Trạm vũ trụ quốc tế International Space Station là một tổ hợp công trình nhân tạo ngoài không gian vẫn đang trong giai đoạn lắp ráp thêm. Trạm vũ trụ này là kết quả của sự hợp tác từ các cơ quan không gian như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Canada và một số thành viên trong cơ quan vũ trụ châu Âu. Do đó, trạm vũ trụ quốc tế là vật sở hữu chung của nhiều quốc gia, được thỏa thuận trong các hiệp ước liên chính phủ. Về các thông số vật lý, thì trạm vũ trụ quốc tế là vật thể nhân tạo lớn nhất đang hoạt động ngoài không gian. Khoảng cách tính từ bề mặt trái đất là khoảng 410 km. Đứng trên mặt đất, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy ISS bằng mắt thường. Vận tốc quỹ đạo của nó là 7,6 km mỗi giây, tức là gần 28.000 km mỗi giờ. Với vận tốc đó, nó hoàn thành một vòng xung quanh trái đất mất 92,6 phút, tương đương 15 vòng rưỡi mỗi ngày. Tổng trọng lượng của trạm vào khoảng 420 tấn, với chiều rộng 73m, chiều dài 109m. Khi mở hết các tấm pin mặt trời, nó rộng tương đương một sân bóng đá. Vậy, trạm vũ trụ quốc tế hoạt động như thế nào để không bị rơi xuống trái đất? Như chúng ta đã biết, trái đất có trọng lực khá lớn. Bất kỳ vật thể nào ở gần trái đất đều có xu hướng rơi xuống bề mặt của nó. Các vật thể ở càng xa, giá trị của lực hấp dẫn cũng nhỏ hơn. Trạm vũ trụ quốc tế ở độ cao hơn 400 km sẽ chịu khoảng 87% gia tốc trọng trường so với các vật thể khác trên bề mặt trái đất. Gia tốc trọng trường có phương thẳng đứng, luôn kéo các vật thể rơi xuống. Nếu muốn giữ được khoảng cách ổn định so với bề mặt trái đất, thì vật thể đó phải đạt một vận tốc nhất định, có phương vuông góc với gia tốc trọng trường. Điều này đã được Isaac Newton giải thích trong thí nghiệm giả thuyết viên đạn đại bác. Giả sử chúng ta bắn một quả đạn đại bác đặt trên một đỉnh núi, viên đạn đó sẽ rơi hình vòng cung, bám sát theo bề mặt của trái đất. Nếu tăng tốc quả đạn thì nó sẽ rơi xa hơn, và khi tốc độ đạt đến ngưỡng thích hợp, nó sẽ có thể bay một vòng xung quanh trái đất mới bị rơi. Nếu trong khi bay, quả đạn không bị giảm tốc bởi bất kỳ yếu tố nào, thì nó sẽ bay vòng quanh trái đất mãi mãi. Trạm vũ trụ quốc tế ISS cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự. Để tính toán được vận tốc của trạm vũ trụ, ta có công thức V bằng căn bậc 2 của G nhỏ nhân R. Trong đó G nhỏ là gia tốc trọng trường, R là khoảng cách từ tâm thiên thể tới trạm vũ trụ. Để tính được gia tốc trọng trường, ta lại có công thức G nhỏ bằng tích của G lớn nhân M lớn chia cho R bình. Trong đó G lớn là hằng số hấp dẫn có giá trị bằng 6,67 x 10 mũ trừ 11. M lớn là khối lượng trái đất, R bình là khoảng cách từ tâm trái đất tới trạm vũ trụ quốc tế. Thay các chỉ số và công thức, ta có gia tốc trọng trường của trái đất tác dụng lên trạm vũ trụ quốc tế bằng 8,56 m/s. Tiếp tục thay chỉ số và công thức tính vận tốc, ta có kết quả bằng 7.618 m/s, tương đương 7,6 km/s. Có một lưu ý, vận tốc V
luôn phải vuông góc với gia tốc rộng trường hướng tâm của trái đất. Như vậy có thể thấy, để trạm vũ trụ quốc tế luôn di chuyển ở khoảng cách ổn định với trái đất, thì vận tốc của nó luôn phải ở mốc 7,6 km mỗi giây. Khi đó, trạm vũ trụ sẽ đạt trạng thái rơi tự do xung quanh trái đất với một quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên trên thực tế, ở khoảng cách hơn 400 km ngoài khí quyển, vẫn có sự xuất hiện của số ít các hạt không khí. Những hạt này va chạm với trạm vũ trụ, làm giảm đi một phần tốc độ của trạm, đồng thời làm giảm độ cao của trạm vũ trụ khoảng 100m mỗi ngày. Để bù đắp những hao hụt đó, cứ sau 30 ngày, trạm vũ trụ lại được điều chỉnh độ cao một lần. Các hoạt động như tăng tốc, thay đổi độ cao hoặc điều chỉnh hướng được thực hiện bởi module Zarya. Đây là module đầu tiên được đưa đến quỹ đạo vào năm 1998. Ngoài ra, một số module khác được trang bị động cơ đẩy cũng có thể tăng tốc và điều chỉnh hướng cho trạm vũ trụ quốc tế. Không những thế, những tàu con thoi tiếp tế lương thực và vận chuyển các trang thiết bị khoa học cũng được dùng để tăng tốc cho trạm vũ trụ quốc tế khi cần thiết. Bạn Tuấn tầng 3 hay Tuân tầng 3 có hỏi: Big Bang là một vụ nổ lớn hay là sự giãn nở của không thời gian? Một trong những lý thuyết quan trọng nhất về vũ trụ đó chính là vụ nổ Big Bang. Đây cơ bản là một khởi đầu của vũ trụ. Có thể nói, cha đẻ của thuyết Big Bang chính là Gary Lemaître, một mục sư công giáo người Bỉ. Ông cũng là người đầu tiên đề xuất thuyết giãn nở vũ trụ, mà sau này Edwin Hubble đã xác nhận bằng các quan sát. Theo những lý thuyết của Lemaître đưa ra, vũ trụ đang ngày một to hơn, và nếu như bạn quay trở lại quá khứ kịp lúc, vào đúng thời khắc mà vũ trụ bắt đầu, thì vũ trụ sẽ chỉ như một nguyên tử cơ bản, một hạt giống nguyên thủy. Và để một hạt giống nguyên thủy như vậy phát triển thành vũ trụ ngày nay, nó đã trải qua một giai đoạn bùng nổ dữ dội mà chúng ta gọi là vụ nổ lớn. Sau vụ nổ lớn, không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và mọi thứ được tạo ra. Vũ trụ phát triển nhanh hơn nhiều vận tốc ánh sáng và cho đến bây giờ, nó vẫn không ngừng mở rộng. Vụ nổ lớn là thuyết tiến hóa của vũ trụ. Nó cho chúng ta biết vũ trụ hình thành, thay đổi như thế nào từ những giây phút đầu tiên cho tới hiện tại. Ngày nay, vụ nổ lớn không còn là một lý thuyết suông, mà nó đã được chứng minh bằng khoa học qua những quan sát thực tế. Điều khiến người ta không tin, đó chính là họ không thể nào hiểu được tại sao vũ trụ to như vậy lại có một khởi đầu giống như một nguyên tử. Rồi thứ gì đã kích hoạt vụ nổ, hay điều gì xảy ra trước vụ nổ lớn? Cái tên vụ nổ lớn xét về mặt từ ngữ thì nó là một cách dùng từ sai. Lúc đó không có không khí để truyền âm thanh, nên không nghe thấy tiếng nổ, và một hạt nguyên thủy bé như một nguyên tử cũng không hề lớn. Tuy nhiên, cái tên vụ nổ lớn vẫn được chấp nhận cho tới bây giờ. Ngày nay, thuyết vụ nổ lớn đã được chấp nhận và trở thành một phần của lịch sử vật lý. Tuy nhiên, chấp nhận và hiểu là hai chuyện khác nhau. Bạn hay bị chó cắn có hỏi: khoảng cách và kích thước của mặt trăng, mặt trời là sự ngẫu nhiên hay do sắp đặt? Như chúng ta đã biết, đường kính của mặt trời lớn hơn mặt trăng 400 lần, còn khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng lại gần hơn từ trái đất tới mặt trời gần 400 lần, cụ thể là hơn 390 lần. Điều này tạo nên hiện tượng nhật thực toàn phần, rất hiếm gặp trong vũ trụ. Vậy đó là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt? Có một điều mình muốn khẳng định là tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối. Nếu như bạn tin vào điều gì, thì bạn sẽ cho điều đó là đúng đắn. Hầu hết chúng ta đều tin vào những điều mà chúng ta cho là đúng đắn, và mỗi người lại có một trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Cũng giống như việc bạn tin mình là người hay bị chó cắn, thì bạn hiểu rồi đấy, cuộc sống của bạn sẽ còn bị chó cắn dài dài. Vì vậy, tốt nhất là hãy tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Bạn không thể thay đổi niềm tin của một người khác, trừ trường hợp họ tự thay đổi. Điều này giống như việc bạn không thể khuyên một nhà sư đi theo công giáo, trừ trường hợp anh ta muốn như vậy. Vì vậy, cuộc đời của bạn sẽ ra sao phụ thuộc rất nhiều vào những điều bạn suy nghĩ và tin tưởng mỗi ngày. Chúc bạn may mắn. Bạn họ tên có hỏi: đi nhanh hơn ánh sáng, có thể xuyên thời gian về quá khứ là như thế nào? Theo thuyết tương đối, thì vận tốc ánh sáng chính là hàng số không thể thay đổi khi nó di chuyển trong không gian trống, mà không gian và thời gian là một chủ thể không tách rời. Vì vậy, khi bạn cố gắng di chuyển nhanh như vận tốc ánh sáng, không thời gian sẽ biến đổi để bảo toàn vận tốc ánh sáng.
theo lý thuyết, di chuyển càng nhanh thì thời gian của người du hành càng chậm lại, và có thể chậm lại bằng không nếu như người du hành đạt được vận tốc ánh sáng. Còn việc trở về quá khứ chỉ là suy biến thêm nếu như người du hành vượt qua vận tốc ánh sáng. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết điều này là không thể, vì thời gian là quy luật của vũ trụ không thể đảo ngược. Bằng cách nào đó, bạn cố gắng đảo ngược thời gian thì quy luật của vũ trụ sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, việc trở về quá khứ là điều không thể. Hoặc bạn sẽ trở về quá khứ, nhưng lại là quá khứ của một vũ trụ song song khác. Stephen Hawking cũng đã từng nói, nếu như trở về quá khứ là khả thi, thì tại sao người tương lai không quay về và nói cho chúng ta biết về những bí mật của vũ trụ? Có nhiều bạn cùng thắc mắc, trước Big Bang là gì? Bên ngoài vũ trụ có gì? Hay điều gì xảy ra trước vụ nổ lớn? Hoặc những câu hỏi na ná như vậy. Đây quả thực là một câu hỏi khó, đã tồn tại rất lâu mà chưa hề có lời giải đáp. Như chúng ta đã biết, khoa học luôn đề cao thực nghiệm và bằng chứng. Ngay kể cả việc có những suy luận mang tính giả thuyết đi chăng nữa, thì đó cũng là những suy luận dựa trên một cơ sở khoa học thực tế nào đó đã được chứng minh. Ví dụ, khi chúng ta quan sát một sự kiện nào đó xảy ra, từ những bằng chứng thu thập được, người ta có thể suy luận sự kiện đó diễn ra như thế nào. Và nếu có đầy đủ bằng chứng với những phép đo chuẩn xác, sự suy luận đó có thể là hoàn toàn chính xác. Vụ nổ Big Bang khai sinh ra vũ trụ cũng không nằm ngoài những suy luận như vậy. Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn 100% Big Bang xảy ra như thế nào, nhưng với những gì mà con người đã ghi nhận được trong hàng trăm năm qua, thì Big Bang là sự kiện tương đối thuyết phục và cũng được chấp nhận rộng rãi trong giới khoa học. Tuy nhiên, bên ngoài Big Bang là gì? Hay điều gì xảy ra trước thời điểm đó? Thì cho tới tận ngày hôm nay, chúng ta vẫn chưa quan sát được bất cứ bằng chứng nào về những sự kiện đó. Bên ngoài vũ trụ có thể là một nơi không có thời gian và tồn tại những hệ quy chiếu, thậm chí những chiều không gian khác biệt nào đó mà con người chưa biết. Vì vậy, trước Big Bang là gì, bên ngoài vũ trụ có gì thì không ai biết cả. Theo cách khoa học giải thích thì nó đơn giản là không có gì, không có không gian, không có thời gian, cũng không có ánh sáng hay bức xạ, và chẳng ai biết điều gì xảy ra ở đó. Bạn Si Vũ hỏi, vật chất tối có thực sự tồn tại không? Nếu có tồn tại thì nó sẽ ở dạng nào? Điều đầu tiên, vật chất tối thực sự tồn tại và nó đã được ghi nhận từ những năm 1930 của thế kỷ trước. Vật chất tối chiếm hơn 70% toàn bộ vật chất trong vũ trụ. Nó cũng đóng vai trò rất quan trọng trong chuyển động của các thiên hà hay các cụm thiên hà. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào quan sát hay đo đạc được nó, và tất nhiên, nó cũng không tồn tại ở bất kỳ dạng vật chất thông thường nào mà chúng ta đã biết. Trong khi quan sát chuyển động của các cụm thiên hà, người ta đã phát hiện ra vật chất tối chiếm phần lớn khối lượng của các thiên hà. Chính khối lượng vô hình này đã làm tăng trọng lực và giữ cho các thiên hà không bị tan rã vì quay quá nhanh. Bạn Thanh Phước hỏi, liệu sự sống có thể tồn tại quanh các siêu sao màu xanh hay các sao lùn đỏ không? Có thể các bạn đã biết, mặt trời của chúng ta là một ngôi sao lùn vàng, thuộc loại G trong dãy chính. Dãy chính hay chuỗi chính là một khái niệm để phân loại các ngôi sao dựa theo màu sắc và độ sáng của chúng. Đối với các nhà vật lý thì họ sẽ để ý nhiều hơn tới nhiệt độ và khối lượng. Còn với những người quan sát thì độ sáng và màu sắc sẽ là thứ dễ nhận biết nhất. Sơ đồ sao dãy chính mang tên Hertzsprung-Russell được đề xuất từ hai nhà khoa học cùng tên vào năm 1910, dùng để phân loại cường độ và màu sắc của các ngôi sao. Các ngôi sao trong dãy chính là các ngôi sao ở vào thời kỳ ổn định nhất trong quãng đời tồn tại của nó. Vì vậy, ánh sáng và màu sắc cũng sẽ tiết lộ cả tuổi thọ, khối lượng và nhiệt độ của ngôi sao đó. Mặt trời được xếp vào nhóm các ngôi sao loại G trong dãy chính. Các ngôi sao loại G như mặt trời thường hoạt động rất ổn định, ít có biến động và tuổi thọ kéo dài. Vì vậy, có nhiều khả năng hỗ trợ sự sống. Các ngôi sao siêu sáng và siêu nặng màu trắng hoặc màu xanh thuộc loại A, B hoặc O trong dãy chính thường là những ngôi sao có tuổi thọ ngắn. Bản thân các ngôi sao lại sản sinh ra quá nhiều bức xạ và năng lượng. Vì vậy, khả năng hỗ trợ sự sống là rất thấp. Như trái đất của chúng ta, phải trải qua đến vài tỷ năm để sự sống mới có thể hình thành và phát triển. Nhưng những ngôi sao loại này chỉ có tuổi thọ kéo dài từ vài triệu đến vài trăm triệu năm.
Về phần các ngôi sao lùn đỏ loại K và M thì chúng có tuổi thọ rất dài, nhưng bề mặt lại thường xuyên xảy ra các vụ nổ bức xạ, gây ra ảnh hưởng rất lớn đến bề mặt các hành tinh quay xung quanh. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ sự sống của các ngôi sao loại này vẫn khả thi hơn rất nhiều các ngôi sao siêu nóng và siêu sáng. Bạn Lò Hưng hỏi, hố đen và chuẩn tinh có tiếp tục sụp đổ thành thứ gì nữa hay không? Câu trả lời cho đến thời điểm hiện tại là không. Hố đen là biến thể cuối cùng trong chuỗi tiến hóa của những ngôi sao chết. Chuẩn tinh thì cũng có bản chất là một hố đen siêu lớn. Theo Stephen Hawking thì sau một quãng thời gian tồn tại rất lâu, có thể là gấp vài lần đến vài chục lần tuổi của vũ trụ hiện tại, các hố đen bằng một cách nào đó sẽ tan biến hết. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết được điều đó có thể xảy ra thật hay không. Ngoài ra, vẫn chưa có cách nào giải quyết được nghịch lý thông tin hố đen khi nó biến mất. Vì vậy, theo những gì chúng ta biết hiện nay, thì hố đen sẽ không tiếp tục sụp đổ vì chính trọng lực của nó. Và chúng ta cũng không có đủ thời gian để quan sát liên tục một hố đen trong hàng trăm tỷ năm để xem nó sẽ xảy ra điều gì. Đời người thì quá ngắn, sự sống trên trái đất thì tối đa cũng tồn tại không quá 1 tỷ năm nữa. Bạn Sĩ Văn Lê hỏi, tại sao trái đất lại nghiêng mà không quay theo trục thẳng đứng? Đầu tiên chúng ta phải hiểu, không gian vũ trụ là một môi trường không trọng lực. Các hành tinh hay các ngôi sao tồn tại trong môi trường này luôn ở trạng thái lơ lửng, không hề có bất kỳ một mặt phẳng cố định chung nào. Theo thuyết tương đối, thì các vật thể có khối lượng làm lún không thời gian, nhưng bản thân không thời gian lại không phải là một mặt phẳng 2D dàn trải khắp vũ trụ. Các ngôi sao hay các hành tinh có thể tồn tại ở bất kỳ chỗ nào. Chúng có trục quay và mặt phẳng quỹ đạo không hề đồng nhất. Về cơ bản, không thời gian 4 chiều của vũ trụ và cách hoạt động của lực hấp dẫn là rất khó tưởng tượng. Khi các ngôi sao hình thành, đĩa bồi tụ vật chất của nó cơ bản là phẳng và cũng tương đồng với trục quay của ngôi sao. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành, các vật thể lớn nhỏ liên tục va đập rồi hợp nhất với nhau, làm cho trục quay của các hành tinh bị chao đảo. Sau khi hình thành, các hoạt động địa chất rung lắc bên trong hành tinh cũng tác động làm nghiêng trục quay của chính nó. Trái đất của chúng ta cũng không ngoại lệ. Có giả thuyết cho rằng, vào thời kỳ đầu khi mới hình thành, một hành tinh với kích cỡ sao Hỏa đã va chạm với trái đất, làm cho trục của trái đất bị nghiêng hẳn sang một bên, đồng thời bản thân hành tinh đó cũng trở thành mặt trăng của trái đất ngày nay. Trục nghiêng của trái đất là một yếu tố vô cùng quan trọng, hình thành nên đặc điểm khí hậu và ngoại cảnh ngày nay. Nếu trục của trái đất thẳng đứng, chúng ta sẽ không có các mùa xuân hạ thu đông như bây giờ. Phần xích đạo của hành tinh về cơ bản là không thể chống được, vì quanh năm sẽ bị mặt trời thiêu đốt. Lúc đó, chúng ta sẽ có chính xác 12 tiếng ngày và 12 tiếng đêm. Các đặc điểm địa chất và khí hậu cũng khác xa với trái đất hiện tại. Dù sao đi nữa, trái đất của chúng ta hiện tại là một hành tinh tuyệt vời. Bất cứ một sự thay đổi nhỏ nào xảy ra cũng khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn mà thôi. Bạn Nguyên Minh có hỏi, trái đất nhận năng lượng ánh sáng từ mặt trời, nhưng lại nguội đi vào ban đêm, trong khi môi trường không gian không dẫn nhiệt. Vậy, nguồn nhiệt đó thoát đi đâu? Có thể các bạn đã biết, nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất là khoảng 17 độ C. Khi tăng độ cao dần lên đến 80 km, thì nhiệt độ có thể giảm xuống tới âm 75 độ C. Bên ngoài khí quyển, không gian trống không dẫn nhiệt, nhưng bản chất của nó rất lạnh. Nó sẽ hấp thụ bất cứ lượng nhiệt nào trên mức nhiệt của nó. Xa hơn nữa, từ 80 đến 1000 km, nhiệt độ có thể lên tới 2000 độ C. Các nguyên tử oxy và nitơ ở đây đạt trạng thái ion hóa, hay chúng ta còn gọi là tầng điện ly hoặc tầng phản xạ vô tuyến. Khi sóng vô tuyến từ trái đất phát lên, nó bị phản xạ lại ở tầng này và chuyển đi các nơi khác. Ngoài 1000 km đến 10000 km, nhiệt độ có thể lên tới 2500 độ C. Ở đây, số ít các nguyên tử chuyển động hỗn loạn và cố gắng thoát ra khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Vì vậy, tầng này còn được gọi là tầng thoát ly. Tầng điện ly và tầng thoát ly tuy có nhiệt độ cao, nhưng nếu bạn có một chiếc nhiệt kế để đo, thì lúc nào nó cũng chỉ ở dưới 0 độ C vì thành phần không khí quá loãng. Cứ mỗi năm, có khoảng vài ngàn tấn hydro thoát ra khỏi bầu khí quyển của trái đất để đi vào không gian. Bên cạnh đó, cũng có một lượng không ít gió mặt trời và tia vũ trụ đi vào trái đất. Bạn Karam Tomi hỏi, ngoài hệ sao Alpha Centauri, thì có những ngôi sao nào gần mặt trời nhất? Đây là một câu hỏi không khó,
Bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm được thông tin này trên Internet. Tuy nhiên, ý đồ đằng sau câu hỏi không chỉ có vậy. Và xin chúc mừng bạn đã quay vào ô phần thưởng. Dưới đây là danh sách 10 ngôi sao gần mặt trời nhất. 1. Alpha Centauri. Đây là hệ gồm 3 ngôi sao Alpha, Beta và Proxima Centauri, cách mặt trời từ 4,2 đến 4,4 năm ánh sáng. 2. Barnard Star, cách mặt trời 5,9 năm ánh sáng. 3. Warp 359, cách mặt trời 7,8 năm ánh sáng. 4. Lalande 21185, cách mặt trời 8,3 năm ánh sáng. 5. Sao Sirius, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, chỉ sau mặt trăng và kim tinh. Đây là một hệ sao đôi, gồm hai ngôi sao A và B, cách mặt trời 8,6 năm ánh sáng. 6. Lytton 726-8. Đây cũng là một hệ sao đôi, đặt tên lần lượt là A và B, cách mặt trời 8,7 năm ánh sáng. 7. Ross 154, cách mặt trời 9,7 năm ánh sáng. 8. Ross 248, cách mặt trời 10,3 năm ánh sáng. 9. Epsilon Eridani, cách mặt trời 10,5 năm ánh sáng. 10. Lacaille 9352, cách mặt trời 10,7 năm ánh sáng. Bạn Thuận Vũ gì đó có thắc mắc, tốc độ ánh sáng là nhanh nhất, vậy tại sao kính viễn vọng có thể nhìn xa hàng tỷ năm ánh sáng ngay lập tức? Như mình đã nói trong một video trước, tất cả những gì chúng ta quan sát được trong vũ trụ đều không phải là hiện tại. Tất cả đều là quá khứ, giống như một bộ phim đã được khởi chiếu từ nhiều tỷ năm trước. Bạn nhìn càng xa, những điều bạn chứng kiến được lại càng cũ kỹ. Ngày nay, những photon mà kính viễn vọng thu thập được từ những thiên hà xa xôi cách hàng tỷ năm ánh sáng đều đã xuất phát từ thiên hà đó nhiều tỷ năm trước. Chúng liên tục bay trong không gian trống để tới với trái đất. Lấy ví dụ ánh sáng mặt trời mất 8 phút để tới trái đất, nó liên tục tỏa sáng. Các photon liên tục di chuyển về phía trái đất, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Khi nào mặt trời còn phát sáng, thì trái đất vẫn tiếp tục nhận được các photon đó. Các thiên hà xa xôi cũng vậy. Tuy nhiên, vì vũ trụ ngày càng giãn nở to hơn, mà những ánh sáng từ những thiên hà đó chiếu tới trái đất đang có bức sóng dần giãn ra, hay chúng ta còn gọi là dịch chuyển đỏ trong quan sát. Bạn Sĩ Vũ hỏi, tại sao ánh sáng gần như không có khối lượng mà vẫn bị hố đen hút vào? Đây là một câu hỏi liên quan đến bản chất của lực hấp dẫn và bản chất của không thời gian. Lực hấp dẫn không hút ánh sáng, mà lực hấp dẫn làm biến dạng không thời gian, đồng thời làm ánh sáng thay đổi hướng di chuyển. Ví dụ, ta ví các photon ánh sáng giống như những chiếc xe đang di chuyển trên đường. Bỗng nhiên có một hố đen xuất hiện trước mặt, lực hấp dẫn của nó làm biến dạng con đường, khiến cho chiếc xe phải thay đổi hướng di chuyển. Và một khi đã đi vào quá gần thì sẽ không có bất cứ chiếc xe nào có thể quay lại. Cũng vì vậy mà chúng ta không biết được bên trong hố đen là gì. Còn về phần con đường, nó chính là không gian trong vũ trụ. Cho đến tận ngày hôm nay, khoa học vẫn chưa thể giải mã thực chất bản chất của không thời gian là gì. Bạn Hoàng Tuyên Tai hỏi, nếu thay thế mặt trời bằng một ngôi sao màu xanh thì trái đất sẽ như thế nào? Trước tiên nói về ngôi sao màu xanh, thì có đến hai loại sao màu xanh để chúng ta phân biệt. Một là xanh lá cây, hai là xanh lam. Đối với ngôi sao màu xanh lá cây, thì trong vũ trụ, quả thực không có ngôi sao nào sở hữu màu sắc như vậy cả. Tuy nhiên, nếu trong một cụm sao có chứa một ngôi sao màu đỏ, chúng có thể tạo ra ảo giác quang học, khiến cho các ngôi sao khác cạnh bên trông như có màu xanh lá cây đối với người quan sát. Điển hình như hệ thống sao Antares nằm cách trái đất 550 năm ánh sáng về phía chòm sao Bọ Cạp. Còn lại là ngôi sao màu xanh lam. Đây chắc chắn là loại sao mà bạn muốn nói tới trong câu hỏi này. Khác với mặt trời, ngôi sao màu xanh lam là những ngôi sao khổng lồ, rất nóng và rất sáng. Trong biểu đồ phân loại sao, chúng được xếp vào loại quang phổ B hoặc O. Đây chủ yếu là các ngôi sao nằm phía trên trình tự chính, tức là chúng đã trải qua thời kỳ ổn định và đang trong quá trình tiến hóa, phồng lên về kích thước. Màu sắc của ngôi sao hoàn toàn được quyết định bởi khối lượng và nhiệt độ của nó. Khi nhiệt độ bề mặt của ngôi sao cao hơn 10.000 độ K, màu sắc của nó bắt đầu chuyển sang xanh lam. Thông thường, những ngôi sao xanh lam chúng ta quan sát được trong vũ trụ đều có nhiệt độ dao động từ 11.000 đến 50.000 độ K.
với mức nhiệt bề mặt như vậy, những ngôi sao xanh lam thường sáng hơn mặt trời từ vài chục ngàn lần đến vài triệu lần. So với mặt trời của chúng ta, những ngôi sao này cơ bản là rất lớn, rất sáng và rất rất nóng. Nếu thay thế mặt trời bằng một ngôi sao màu xanh, thì quả thật đây là bản án tử hình cho bất kỳ sự sống nào trên trái đất. Để rõ ràng hơn, chúng ta hãy lấy một ví dụ cụ thể. Mặt trời sẽ được thay thế bằng ngôi sao màu xanh Rigel. Rigel nặng hơn mặt trời khoảng 18 lần, đường kính lớn hơn mặt trời xấp xỉ 80 lần, nhiệt độ bề mặt dao động từ 11.000 đến 12.000 độ K, và độ sáng lớn hơn mặt trời từ 65 đến 80.000 lần. Qua những thông số cơ bản đó, khi đặt Rigel vào vị trí mặt trời, bán kính của nó sẽ rơi vào khoảng trên 55 triệu km, vượt qua quỹ đạo của sao Thủy. Lúc này sao Thủy sẽ biến mất, quỹ đạo của sao Kim cũng chỉ còn lại một nửa, và trái đất thì còn lại không tới 2/3. Tốc độ gió sao của Rigel mạnh hơn mặt trời khoảng 10 triệu lần. Như vậy là chỉ trong vòng khoảng 48 giờ, trái đất sẽ bị thổi bay hoàn toàn bầu khí quyển. Thứ cuối cùng mà con người và các loài động vật nhìn thấy có lẽ chỉ là một bầu trời chói lóa. Nhiệt độ và bức xạ sẽ thiêu hủy tất cả. Bất kỳ thứ gì trên trái đất có thể bắt lửa đều sẽ bốc cháy. Các khu rừng, các thành phố và các đại dương cũng sẽ khô cạn chỉ trong khoảng một tuần. Các hoạt động địa chất, khí hậu và sự quay của hành tinh cũng sẽ bị thay đổi. Bề mặt của hành tinh sẽ nhanh chóng trở nên giống với sao Thủy. Không đầy một tháng sau, những dạng sống bền vững nhất, chui sâu nhất dưới lòng đất cũng sẽ bị xóa sổ. Trong vòng một năm, hành tinh trái đất sẽ chỉ còn trơ lại một lớp phủ đất đá mỏng với những miệng núi lửa đang cố phun ra bên ngoài những dòng dung nham nóng chảy. Khi đó, sẽ không có bất kỳ người ngoài hành tinh nào còn nhận ra nơi đây đã từng là trái đất. Thiên đường của sự sống giờ đây đã trở thành địa ngục. Sao Mộc và sao Thổ cũng không thoát khỏi thảm họa này. Hai hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời sẽ bị các cơn gió sao thổi bay một phần khối lượng, khiến cho chúng nhỏ và nhẹ đi theo thời gian. Xa hơn nữa, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh có lẽ sẽ mang đến một sự thay đổi ngoạn mục. Các vệ tinh của hai hành tinh này sẽ bắt đầu thay đổi về cả địa chất và khí hậu, bởi vì vùng sống được của ngôi sao đã di chuyển từ vị trí trái đất ra tới nơi này. Tuy nhiên, niềm vui cũng không kéo dài được lâu, bởi vì các ngôi sao màu xanh thường có tuổi thọ rất thấp. Chỉ sau vài triệu năm, chúng sẽ trở nên ngày càng lớn và nóng hơn. Rõ ràng là việc thay thế mặt trời bằng bất kỳ một ngôi sao nào khác đều không phải là một ý kiến thú vị. Trái đất của chúng ta đang ở trong quãng thời gian ổn định, tuyệt vời nhất của một hệ sao. Những gì con người và các dạng sống khác đang có được cũng chẳng khác nào thiên đường trong các câu chuyện viễn tưởng. Chúng ta hãy cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì điều này. Bạn Aoi Tsukimori có hỏi: nếu chỉ quan sát được xung quanh rõ nét 200 triệu năm ánh sáng, vậy tại sao nói phần vũ trụ quan sát được rộng 91 tỷ năm ánh sáng? Điều đầu tiên là khoảng cách hàng triệu năm ánh sáng đối với mọi quan sát đều rất hạn chế, chứ không rõ nét như nhiều bạn vẫn nghĩ. Và đường kính vũ trụ hiện tại đã hơn 93 tỷ năm ánh sáng. Thứ xa nhất mà chúng ta quan sát được chính là bức xạ nền của vũ trụ. Đây là bằng chứng thuyết phục nhất để củng cố thuyết Big Bang. Còn việc tính khoảng cách và tuổi của vũ trụ còn dựa vào thông số giãn nở của vũ trụ. Việc xác định thành phần các nguyên tố của những mục tiêu quan sát cũng giúp xác định tuổi của vũ trụ. Sau khi xác định được tuổi của mục tiêu quan sát, người ta sẽ nhân nó với tỷ lệ giãn nở của vũ trụ thì sẽ ra khoảng cách hiện tại. Bạn Thanh Nguyên có hỏi: tâm vũ trụ ở đâu? Tâm vụ nổ lớn ở đâu? Chúng ta ở đâu? Vũ trụ hiện tại là một cậu nhỏ sơ sinh, một thanh niên, một trung niên hay một ông già? Trước tiên, tâm vũ trụ ở đâu thì quả thực mình không biết, và cũng không có ai khẳng định điều này. Theo những gì chúng ta quan sát được ra mọi hướng, thì chúng ta đang ở tâm của vũ trụ khả kiến. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng những gì chúng ta quan sát được không phải là toàn bộ vũ trụ. Thể tích thực của vũ trụ có thể gấp 250 lần thể tích vũ trụ khả kiến hiện tại. Và cuối cùng, vũ trụ của chúng ta đang là một thanh niên trẻ tuổi.